Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn một cách chi tiết hơn về chữa chín mé hay là các bạn bị mủ ở trong cái kẽ móng chân. Đây, khi mà các bạn làm ở những cái nơi bẩn ấy, mà gần nhất là có nơi có cát là các bạn hay bị cát nó dính vào đây này. Đấy, xong dần dần là nó làm rách thịt ở đây. Đấy, nó rách thịt ở đây, nó xuống, nó rách vào sâu bên trong thì lúc đấy thì cái bẩn nó vào thì nó mới bị viêm mưng mủ, nó gây ra tấy ngứa rất là khó chịu. Đấy, khi mà chúng ta bị cái dạng mà chín mé như vậy ấy, thì các bạn chuẩn bị cho mình cái tiếp thuốc này. Đây nha, tiếp thuốc rồi nha. Gen chi son. Cái này, tiếp này nó chuyên chữa nấm. Đấy, các bạn nhớ cho mình nhá. Các bạn ra ngoài hiệu thuốc mua. Đấy, cái thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình đây là một cái tăm. Đấy, tăm hoặc một cái gì đấy được nó, nhưng tốt nhất thì bạn nên dùng cái tăm đi, cái tăm rang. Đây là các bạn chuẩn bị cho mình ít bông. Đấy. Đây nha, vì mình ví dụ nha, như là cái chân này đi, cái kẽ này là nó bị chín mé. Cái hồi mà mình còn bé là cũng hay bị. Đấy. Thì đây thì các bạn sử dụng cái tăm này nha, các bạn gảy vào trong cái kẽ móng chân này. Đấy. Nhưng các bạn phải để ý nhá, cái chân của bạn nào cái kẽ là nó to, nó bị kiểu nó bị nhiều đất nhiều cát ở bên trong, nó gây ra rỗng to thì các bạn mới sử dụng cái cả cái tăm như thế này nhá. Còn nếu các bạn nào ấy mà nó chỉ là một cái khe nhỏ thôi ấy, thì chúng ta không nên sử dụng cái tăm như này, mà chúng ta sẽ tước cái tăm ra đấy, cho nó vừa với lại cái khe của chúng ta, để chúng ta gảy cái đất bẩn ở bên trong đi đấy. Nhưng mà nếu mà cái bạn nào mà bị sâu ở tận bên trong này rồi nhá, thì chúng ta lên bành nó ra, bành thịt ra và gảy nó ra, chịu đau một tí, chúng ta gảy hết mủ với đệ đất cát ở bên trong đi. Đấy, khi mà chúng ta đã gảy đi rồi ấy, gảy xong rồi nha, thì các bạn sử dụng cho mình một ít bông. Đây các bạn, bông chúng ta chỉ lấy loại mỏng thôi nhé, mỏng thôi, xong chúng ta quấn vào cái đầu của cái tăm đấy, hoặc là cái tăm các bạn đã chẻ đôi ấy, tùy vào từng chân mà mình sử dụng. Đấy, các bạn chỉ dùng cái loại ít như này thôi đấy nhá. Và xong chúng ta cho vào, chúng ta ngoáy. Khi đấy thì chúng ta hơi bị đau một chút, bởi vì chúng ta đang bị viêm mà, nên chúng ta ngoáy vào nó hơi đau ngứa, các bạn cố chịu, chúng ta vệ sinh sạch sẽ đi. Đấy, khi đã vệ sinh sạch sẽ rồi thì các bạn sử dụng cái tiếp thuốc này, các bạn cho vào trong cái khe nhá, xong các bạn đẩy hết vào bên trong, nó sâu bằng nào thì các bạn sẽ đẩy vào bằng đấy. Đấy, khi các bạn đẩy vào xong rồi ấy thì thuốc nó rất là mát, nó sẽ dịu ngay các cái vết chì mé của mình. Đấy, cảm giác rất là sướng, thì các bạn làm như vậy khoảng 2 lần sẽ khỏi. Còn bây giờ thì mình sẽ nói thêm một cái nữa để các bạn vệ sinh một cách tốt hơn. Đấy là đối với các bạn mà khi mà hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta mà kém ấy, các cái vết thương mà nó lâu lành hơn ấy, thì các bạn để chữa chi mé này nha, các bạn đun cho mình một ít nước lá chè xanh nhá, đun đặc vào, xong đấy các bạn để ấm, thì khi mà chúng ta ấy,
Các bước thì cũng như ban đầu thôi, khi chúng ta lấy hết cái mủ này ra này. Đấy, khi lấy hết mủ ra rồi, xong rồi thì các bạn cho chân xuống ngâm ở cái nước chè xanh đặc mà vẫn còn đang ấm nóng ấy nhá. Sau đấy thì các bạn lấy cái bông, các bạn cho vào cái đầu tăm như lúc nãy. Xong các bạn cái chân của mình đang ngâm ở dưới nước nhá, nước chè xanh ấy, nóng ấy, ấm, nóng ấm nhá, thì nó mới có tác dụng để diệt khuẩn. Thì các bạn đút vào, các bạn ngoáy sạch chỗ đấy đi. Đấy, cái này là đối với các bạn nào mà hệ miễn dịch kém ấy, nó không có khả năng hồi phục nhanh ấy, thì các bạn nên làm như vậy nhá. Các bạn ở đây cái này nó như thế là không được nha, các bạn cuốn chặt vào cho mình. Đấy, các bạn là rửa thật sạch. Sau đấy các bạn bôi cái kem Gen Chi Son này vào là sẽ khỏi. Và xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình để có mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video bổ ích hơn phục vụ mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.